Các em ơi, các em lớn rồi, phải sống bằng cái kiểu này hả? Hay sao? Nói cho biết trước một lần nữa nha. Và Đàm Vĩnh Hưng sẽ chính thức làm việc với thanh tra Cục Báo chí, thanh tra Bộ Thông tin để đưa tất cả những cái thứ này ra ánh sáng. Cảnh cáo rất nhiều lần rồi nhưng tụi bay vẫn ngoan cố. Cuộc sống của tụi bay là như vậy đúng không? Chén cơm nó mà sớ lên ăn vậy đó, có thấy ngon lành hay không? Thấy không? Có thấy yên ổn hay không? Hay là tới con cháu tụi bay sẽ chẳng chịu những quả báo đó nha. Mình gieo ra cái gì đó sẽ nhận được cái đó hết, và con cháu tụi bay sẽ nhận chứ không ai hết. Và gần nhất là tụi bay đó, không lâu đâu nha, xe cán bệnh hoạn hay là xét đánh trời đánh, tụi bay cũng sẽ tới liền bây giờ luôn.